Xin chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website của Shop. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái chức năng upload email lên cái server của chúng ta. Thì bữa trước thì cái form add product thì tôi đã có cái button choose file như vậy và nó cho phép chúng ta snap được hình ảnh rồi. Nhưng mà ở bên phía server thì chúng ta phải viết code để chúng ta lưu cái file này xuống server ở dưới dạng binary. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm. Thì tôi sẽ dẫn các bạn đầu tiên thì ở trong cái file form thì chúng ta cần phải thêm cho nó hai cái dependency nữa. Đây là hai cái dependency là common file upload và common file common io. Tôi sẽ thêm cho nó hai cái dependency này cho cái file form. Các bạn nhớ thêm cho nó hai cái dependency này vào file form nhé. Rồi sau đó thì tôi sẽ đi update lại cái project. Thì tôi sẽ chọn cho project, rồi tôi chọn maven. Rồi tôi chọn update project để cho nó update mấy cái dependency do. Rồi tiếp theo thì trong cái file departure subnet thì tôi cần thêm cho nó một cái thẻ bin nữa. Tôi sẽ cần thiết cho nó thêm một thẻ bin nữa là cái bin có cái ID là multipath resolver. Các bạn nhớ thêm vô cái bin có cái ID là multipath resolver vô cái file departure subnet nha. Thì cái bin này tôi có cần thiết cho nó một cái property là mark up not size, tức là cái file mà email của chúng ta up lên ấy, thì chúng ta sẽ cho nó có cái dung lượng tối đa là bao nhiêu mb ấy. Thì cái giá trị của cái mark up not size này này thì nó là cái của tôi cho là 1.500.000 byte. Các bạn có thể cho cái con số nó nhỏ đi, ví dụ như là tầm đối với trường hợp mà chúng ta chỉ có up hình thôi ấy, thì chúng ta cho con số là khoảng 500.000 byte được rồi. Còn nếu mà các bạn sau này mà các bạn nếu mà muốn upload mấy cái file như là video hay là gì đó mà dung lượng nó lớn ấy, thì các bạn nên tăng mấy cái con số này lên nha. Ví dụ ở đây tôi để cho nó là 1.500.000 byte luôn. Đó. Tôi cho save. Rồi tiếp theo thì trong cái product admin container thì tôi sẽ đi viết code để mà xử lý cái việc mà tôi sẽ tạo ra một cái hàm save file. Thì trong cái hàm save file này thì tôi sẽ chuyển vô một cái đối tượng là multipath file. Rồi tôi sẽ import nó rồi. Rồi bây giờ thì đầu tiên thì tôi sẽ kiểm tra nếu mà cái file mà truyền vô này này nó bằng null hoặc là empty gì đó thì tôi sẽ check như sau. Tôi sẽ if nếu mà null mà khác với này, cái file này là khác null á và cái file này là khác empty. Thì chúng ta sẽ đi thực hiện ghi file. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có một cái biến là byte thuộc kiểu byte và tôi cho nó là byte luôn. Thì tôi sẽ bằng cái này cái file và tôi sẽ get ra cái byte. Rồi tiếp theo thì cái chỗ này thì tôi phải thêm cho nó vô cái khối chai get. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ có cái biến kiểu trình root path. Thì tôi sẽ cho nó cái root path thì tôi sẽ lấy ra cái biến môi trường của thằng Apache Tomcat ở trên server. Thì tôi sẽ lấy như sau. Sẽ bằng system.get property kata nida.home.
Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi tạo ra cái file. Tôi sẽ ghi chú lại là tôi sẽ đi tạo ra cái folder để mà lưu file. Tôi sẽ import luôn. Rồi trong cái thằng file này tôi sẽ chuyển vô cái root path. Rồi theo là file.separator, tức là cái separator, tức là cái nó tương ứng với lại là cái dấu xuyển các bạn. Nó bắt nó bằng với lại cái dấu xuyển đấy. Nhưng mà ở trên một cái môi trường server mà chẳng hạn như cái môi trường ngay nữa đấy, nếu mà các bạn để cái dấu xuyển ở đây á thì nó không có hiểu đâu nha. Các bạn để cái dấu xuyển đây thì nó không hiểu, và các bạn phải để cho nó là file.separator như vậy thì nó sẽ mới hiểu cho các bạn, nó biên dịch nó hiểu là cái chỗ đó là dấu xuyển. Tiếp theo tôi sẽ lưu vô cái folder này, folder asset này, rồi folder user này, rồi folder là image. Rồi tiếp theo tôi sẽ if kiểm tra nếu mà cái folder này mà chưa tồn tại. Thì tôi sẽ gọi dir chấm make hàm mkdir này, tôi sẽ gọi hàm mkdir thì nó sẽ tự động tạo động cho tôi chúng ta cái folder có cái đường dẫn là root này, rồi xuyên cho asset user image thì nó sẽ đi tạo ra mấy cái folder này cho chúng ta. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tạo ra cái file hình, cái file hình dạng binary, chúng ta sẽ lưu vô cái folder ở bên trên này. Đầu tiên thì tôi sẽ có cái biến sinh nên thì cái file hình ở trên server thì tôi sẽ đổi cái tên lại của nó là dưới dạng là cái ngày rồi cộng với cái đuôi là chấm cvg, thì tôi sẽ có sinh chấm và new off, rồi tôi sẽ gọi new date chấm f time. Rồi cộng với này chấm itg. Thì cái name đây là cái name hình mà tôi sẽ đổi lại cái name hình, tên của cái file hình ở trên này là cái name của nó sẽ là bằng cái new date này, cái ngày hiện tại của hệ thống, rồi cộng với lại cái đuôi là chấm jpg cho nó đơn giản. Rồi tiếp theo thì tôi có cái đối tượng là file. Rồi tôi có biến là server file. Rồi tôi sẽ new file. New file thì tôi sẽ có cái gear chấm get absolute file. Rồi tôi sẽ cộng với này cái file chấm separator, rồi cộng với lại name. Ở đây thì chúng ta có thể in ra cái đường dẫn của cái file hình mà chúng ta lưu ở trên cái server, thì chúng ta sẽ dùng cái đách là system out để mà in ra. Ví dụ tôi in ra là back off my on server. Tôi sẽ gọi server file.get path thì nó sẽ lấy ra được cái đường dẫn ở trên cái server. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ gọi cái thằng buffer abortion để mà chúng ta lưu vô cái file dạng binary ở trên server.
Tiếp theo thì tôi sẽ gọi chim, rồi tôi sẽ gọi write, gọi hàm write để nó ghi file cho chúng ta. Rồi sau khi nó ghi file xong thì tôi sẽ gọi chim.close để mà nó đóng lại những cái việc ghi file này. Rồi cuối cùng thì tôi sẽ return về cái name. Name là cái tên của cái file đây. Đây là cái tên của cái file đây, tên mới của cái file ở trên server nhé. Rồi trong cái trường hình hợp là có exception. Exception thì tôi cũng system out đây. Tôi sẽ show ra là error got file. Rồi tôi cộng với cái get message lên. Rồi còn trong cái trường hợp là được lại có cái khối if này, tức là cái file này nó bằng null thì tôi cũng thêm cho nó khối L ở đây. Và tôi cũng system out ra là gì đó, tôi sẽ system out ra là cái file not exited. Rồi tôi đi cho save. Rồi ở bên trên cái hàm save product này thì cái chỗ set thumbnail này thì tôi sẽ update lại như sau. Chỗ này thì tôi sẽ truyền vô cái hàm save file. Và tiếp theo thì ở trên cái phần save product này tôi sẽ thêm cho nó một số cái thông số như sau. Tôi sẽ có cái a cộng request param. Param thì tôi sẽ có cái cho nó cái value là bằng email. Rồi tiếp theo thì tôi thêm cho nó cái mục chính là require là bằng form. Rồi tiếp theo thì tôi có cái biến là multi-tag file thì tôi đặt tên cho cái biến là photo. Và cái biến này tức là cái data truyền vào thì tôi sẽ chuyển vô lại cái chỗ hàm save file ở chỗ này. Đó, các bạn nhớ thêm mấy cái này rồi nha. Đó, thì cái request param này này là cái value là bằng email. Thì khi mà cái form add một cái đồ đất mới thì chúng ta có một cái thuộc tính chút file và có cái thuộc tính thumbnail, thì khi mà chúng ta chọn upload file thì nó sẽ submit lên cho chúng ta và chúng ta sẽ bắt lại cái đối tượng là cái file email của chúng ta, sử dụng cái này để bắt lại cái file của chúng ta ở đây. Đó thì đồng thời thì cái form của chúng ta, cái trang add, tôi sẽ mở lại cái trang add lên. Thì trong cái trang này thì chúng ta cần phải thêm cho nó một cái attribute nữa. Thì tôi sẽ cho nó thêm cái attribute là entire, tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là entire bằng multi-path shared form data. Các bạn nhớ thêm cho nó cái attribute là entire multi-path form data này nhé. Khi mà các bạn submit cái form thì nó sẽ chuyển cho chúng ta cái data, nó sẽ kèm theo cho chúng ta cái thumbnail, cái hình thumbnail, và trên cái đồ đất admin container ở cái hàm này thì nó sẽ bắt được cái đối tượng là cái email của chúng ta, và nó sẽ gọi cái hàm save file, rồi sau đó thì nó mới thực hiện ghi file của cái file email của chúng ta vào cái server của chúng ta ở trên server. Và bây giờ thì tôi sẽ đi build lại cái vượt qua.
Rồi, nó đã build success. Bây giờ tôi sẽ đi dân cái đồ Z lên. Rồi, cái trang web của tôi nó đã lên được như vậy. À, bây giờ tôi sẽ đi quay lại cái trang product. Đây, rồi bây giờ tôi sẽ nhập mấy cái thông tin. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi open hình lên. Tôi sẽ đi vào cái folder hình của tôi. Tôi sẽ update một cái hình gì đó lên đi, rồi tôi cho sạch đó thì nó đã vì edit về trang chủ, và các bạn thấy nó add thêm được một cái item như vậy. Rồi các bạn sẽ đi check console log thì các bạn thấy cái tag email trên server của nó là nằm trong cái folder Tomcat của chúng ta đó, trong cái server Tomcat của chúng ta như vậy. Và chẳng hạn như tôi sẽ đi vô cái folder này chẳng hạn. Đó, vô cái folder asset này, user này. Đó, image này. Rồi cái hình của tôi là cái hình này. Tôi sẽ mở cái hình này lên. Đó, thì đây là cái hình mà tôi vừa mới upload lên. Tuy nhiên thì ở bên trên giao diện thì cái hình của nó vẫn không có show ra. Nguyên nhân là do là vì bữa trước á, thì tôi đã ở cái trang home, trang index á, thì tôi cần fix cái chỗ email này, thì tôi cần fix cho nó vô cái folder asset email. Thì cái folder này là nó là nằm trong cái asset email. Thì vì cái asset này này bữa trước là tôi cần fix cả cho cái file Apache Servernet, cái asset mapping cái giữa cái URL là asset với lại cái URL thật là chuyển asset chuyển user, tức là cái folder này. Rồi cái folder email này, image này thì nó đọc mấy cái email ở trong cái system local của tôi, thì nó nằm trong cái đồ Z của tôi. Bữa trước thì tôi hướng dẫn các bạn đọc ra ra nó từ cái local, còn bữa hôm nay thì tôi hướng dẫn các bạn upload hình lên cái server Tomcat của chúng ta. Thì khi mà chúng ta deploy một cái web lên một cái host thật sự thì chúng ta phải ghi file ra và chúng ta lưu cái file hình đó vô một cái folder nào đó ở trên cái server Tomcat, và nó chạy thường thường thì nó chạy trên cái hệ điều hành cho máy chủ. Thường thường người ta sẽ xài mấy cái điều hành như là CentOS chẳng hạn, đó là hệ điều hành của Linux, thì chúng ta phải thực hiện ghi cái file hình của chúng ta vô cái một cái folder nào đó, rồi sau đó thì chúng ta phải đọc đọc lại. Thì cái chỗ này thì chúng ta phải set lại cái sử dụng cái một cái URL thật của nó, chúng ta phải đọc từ cái URL thật của nó ra thì nó mới display ra được cái hình của nó. Thì để mà display hình ra thì tôi sẽ làm một cái video tiếp theo, thì trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn loát cái image từ trong cái folder này ra. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Trong video tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn loát cái hình từ trong cái folder này ra.